Con xin kính chào quý cha cùng quý vị theo dõi. Vậy là kỳ hội ngộ giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Ba Miền lần đầu tiên được tổ chức tại dòng Chúa Cứu Thế Huế. Gần 500 bạn trẻ đến từ ba miền Bắc, Trung, Nam đã quy tụ về nơi đây để cùng nhau giao lưu học hỏi và chia sẻ về chủ đề giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế sống trong Đức Kitô. Không khí tại đây đang náo nhiệt hơn bao giờ hết nhờ sức sống tươi trẻ và tinh thần nhiệt huyết của các bạn giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Ba Miền. Thưa cha, là theo con được biết, thể theo yêu cầu của Tổng Công hội 24 và 25 của Trung ương dòng, tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã lập Ban Giới Trẻ từ năm 2017. Với vai trò là người quản trị tỉnh dòng, cha có những định hướng nào trong việc mục vụ giới trẻ tại Việt Nam ạ? Thể theo Tổng Công hội đã chọn ưu tiên mục vụ là giới trẻ. Thực sự đó cũng là một cái điều hơi bất ngờ, bởi vì dòng Chúa Cứu Thế chúng ta lo cho người nghèo. Nhưng mà khi mà tôi đi tham dự Tổng Công hội thì tôi thấy một cái sự chọn lựa để giới trẻ trở thành một cái ưu tiên. Bởi vì giới trẻ chính là tương lai của giáo hội. Cho nên khi chọn giới trẻ thì muốn nói rằng thì là những người trẻ phải được quan tâm, săn sóc. Những người trẻ phải được hướng dẫn, những người trẻ phải được định hướng để cho họ có thể trở thành tương lai của hội thánh. Chính vậy nhà dòng Chúa Cứu Thế cũng đã có cái quyết định thiết lập giới trẻ, và tôi muốn thêm ý tưởng là giới trẻ thừa sai dòng Chúa Cứu Thế, để những anh em trẻ, chị em trẻ này, họ sẽ là những người chia sẻ không những chỉ là một cái sinh hoạt nhưng mà chia sẻ chính tinh thần của nhà dòng. Dạ vâng ạ. Dạ thưa cha, đây là lần đầu tiên Ban Mục vụ Giới Trẻ thuộc tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tổ chức cuộc hội ngộ giới trẻ ba miền. Vậy xin cha chia sẻ cho chúng con đôi điều cảm nghĩ của cha về kỳ đại hội này ạ. Đây là một cái niềm vui. Trước tiên tôi cảm thấy một niềm vui khi thấy các bạn trẻ từ khắp nơi, từ ba miền hội ngộ về đây. Và ngày hôm qua tôi cũng đã thấy được cái bầu khí nhiệt tâm, nhiệt tình của các bạn trẻ, và thấy họ phấn khởi. Nó có một cái gì đó nó ở bên ngoài tất cả những cái vui chơi thông thường. Và như các bạn thấy đó, thì người trẻ ngày hôm nay họ quan tâm những cái khác. Cái chuyện gặp gỡ nhau, người ta có thể gặp gỡ trên mạng, trên Facebook, trên những phương tiện truyền thông. Nhưng khi mà các bạn trẻ lại muốn ở lại với nhau, ngồi lại với nhau và gặp gỡ nhau, rồi chia sẻ cho nhau và cùng nhau liên kết, thì đấy là một cái dấu hiệu rất là có ý nghĩa và chắc chắn cho giới trẻ. Như Đức Giáo Hoàng nói là khi chúng con liên kết nhau, chúng con có một sức mạnh tuyệt vời, có một cái sức mạnh không phải phát xuất từ chính sự kết hợp mà phát xuất sức mạnh của chính Đức Kitô. Dạ vâng, con có một câu hỏi nữa muốn dành cho cha, đó là xin cha chia sẻ cho chúng con biết thêm về những ưu tiên đường hướng mục vụ cho giới trẻ trong tương lai ạ. Chúng ta thấy rằng thì là người trẻ phải đến với người trẻ. Và như các bạn thấy đó, người trẻ ngày hôm nay tưởng chừng như là họ được quan tâm, nhưng mà cái người quan tâm họ không phải là những người quan tâm đến cái chiều sâu tâm linh của họ, mà có thể quan tâm đến những sinh hoạt này khác. Mà ngày hôm nay tôi nghĩ rằng chính các bạn trẻ phải quan tâm đến nhau. Vậy cho nên cái tinh thần của giới trẻ thừa sai dòng Chúa Thế là làm sao đem Chúa đến với các bạn trẻ mà mình gặp gỡ, và để họ có được Đức Giêsu thì họ mới thay đổi được cuộc đời và thay đổi được xã hội, thay đổi được con người. Vậy cho nên tôi mong rằng các bạn trẻ sẽ là những người đến với những người trẻ của thế hệ mình, và nhất là những người trẻ bị bỏ rơi, họ không được sự quan tâm thì có thể là mất đi rất nhiều. Vì vậy cho nên tôi mong rằng các bạn trẻ phải làm sao đến với những con người đang cần đến mình. Và người trẻ thì có cái khả năng, thứ nhất là cái tinh thần, cái sự hăng hái, cái ưu tư, và có sức lực để làm những công việc ấy. Thì tôi mong rằng các bạn trẻ sẽ là những người đến với những người bạn trẻ cùng trang lứa với mình và đang có những nhu cầu cần được gặp gỡ Chúa. Dạ thưa cha, là với vai trò là cha bề trên cộng đoàn dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và Chánh xứ Thái Hà, nơi quy tụ đông đảo giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế miền Bắc. Vậy xin cha chia sẻ cho chúng con biết đôi điều về đường hướng mục vụ giới trẻ của cha và cộng đoàn như thế nào ạ? Chào anh em. Như anh em biết, đường hướng chung của nhà dòng thì đã có theo hướng của tỉnh và từ trung ương nữa đã về hướng dẫn chúng ta.
chúng ta ý thức được rằng người trẻ là hiện tại và là tương lai của xã hội, của giáo hội. Đặc biệt chúng ta giới trẻ Chúa Cứu Thế, chúng ta được liên kết với dòng Chúa Cứu Thế, với tinh thần, với linh đạo dòng Chúa Cứu Thế, thì chúng ta cũng sẽ đi theo con đường đó. Có nghĩa là đi theo chân Chúa Cứu Thế, phục vụ các linh hồn, phục vụ những người thất bạc, phục vụ những người kém may mắn, những người mà Chúa gửi đến cho chúng ta, và đặc biệt đến với tất cả anh em lương dân, để làm sao bằng đời sống của mình, bằng lời nói, bằng việc làm, chúng ta làm chứng nhân cho Chúa, chúng ta loan báo Chúa, loan báo tin mừng của Chúa cho anh em chúng ta. Dạ vâng, điều gì cha cảm thấy ấn tượng nhất là trong kỳ hội ngộ giới trẻ Ba Miền lần này ạ? Lần đầu tiên được tham dự và cũng là lần đầu tiên chúng ta có một cái đại hội như thế này, thì thấy được quy tụ được đại diện của ba miền, và tôi thấy được rằng cái tinh thần nhiệt thành, hăng hái của anh chị em với tất cả cái là bầu nhiệt huyết của người trẻ, hăng say, không biết mệt mỏi, và thể hiện cái tinh thần hăng hái, nhiệt thành của tuổi trẻ như vậy rất là tốt. Hy vọng rằng với những bài nghe được cùng với những giáo huấn của Đức Giáo Hoàng, thì anh em sẽ được đổi mới và anh em sẽ được sống sâu đậm hơn với Chúa Kitô, để nên giống Chúa Kitô, để rồi từ đó khi mình trở về với miền Bắc của chúng ta, đặc biệt miền Bắc của chúng ta sẽ trở nên những nhân chứng tích cực trong công việc loan báo tin mừng, trong công việc làm chứng cho Chúa. Dạ, con chào cha. Được biết cha đang là cha đặc trách giới trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế toàn quốc. Hiện tại cha đã có những định hướng gì để nối kết giới trẻ Thừa Sai Ba Miền chúng con lên một chưa ạ? Cảm ơn câu hỏi của em. Như em biết thì hai ngày hôm nay đấy là cái đại hội giới trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Huế. Và như em để ý đó thấy thì cái đại hội này cái mục đích ấy là để hướng cho tất cả các bạn từ ba miền để cùng chung một cái ý hướng, mà nói tóm lại là chung một niềm tin, chung một sức sống, chung một sứ mạng. Và đây cũng là cái định hướng của toàn dòng Chúa Cứu Thế trên thế giới và dòng Chúa Cứu Thế ở tại Liên Hiệp Vùng Á Úc này. Và ở tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam thì giới trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế được thành lập tức là trong khoảng hơn 2 năm trở lại đây. Dĩ nhiên thì trong những cái lúc đầu thì nó còn những cái điểm hình thành thì nó chưa có rõ ràng. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã thấy được con đường đi thì trở thành một cái sự liên kết rất là chặt chẽ giữa các bạn ở miền Nam, miền Trung, rồi miền Bắc. Chúng ta cùng chia sẻ cái linh đạo và sứ vụ dòng Chúa Cứu Thế. Thế thì trong tương lai tới đây thì sau cái đại hội này thì theo cái chương trình với cái dự định của mình thì là sẽ đẩy sâu hơn để cho các bạn hiểu sâu hơn về thế nào là sứ vụ dòng Chúa Cứu Thế, thế nào là linh đạo dòng Chúa Cứu Thế, để cho các bạn hiểu được và cùng tham gia vào với quý cha quý thầy trong dòng Chúa Cứu Thế. Đồng thời cũng cho các bạn đào sâu hơn nữa về đức tin, về kinh thánh, về Dukat, về Dukat, tất cả những cái đó để hình thành lên một cái sứ mạng chung của tất cả giới trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế. Dạ vâng, con cảm ơn cha. Thưa cha, là kỳ đại hội lần này là kỳ hội ngộ đầu tiên của giới trẻ Ba Miền được diễn ra tại Huế. Vậy thì con không biết là cảm xúc của cha khi mà kỳ đại hội này diễn ra như nào ạ? Thực sự đối với mình đây là một cái cảm xúc rất là mạnh. Lúc đầu thì không có thể hình dung ra là có thể các bạn sẽ thực hiện được như thế. Và đây là một cái dấu chỉ, dấu hiệu để cho thấy là thực sự các bạn có khả năng để mà liên kết lại với nhau, và các bạn làm việc được với nhau. Và các bạn qua này đấy, qua những cái buổi sinh hoạt, qua những cái buổi mà cùng nhau học hỏi, và nhất là qua cái buổi mà các bạn trình diễn văn hóa, văn nghệ, thì nó đẩy lên được và nó diễn tả được cái sự liên kết của các bạn. Đúng như lời của Tinh Cha mà như là em thấy đây, các con liên kết với nhau thì các con sẽ có một sức mạnh kỳ diệu, và đó cũng là cái cảm xúc mà mình thấy được từ hôm qua đến nay. Trở về từ kỳ họp mặt của các nhà mục vụ Thừa Sai Chúa Cứu Thế của Liên Hiệp Vùng Á Úc đến kỳ họp giới trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế Ba Miền lần này, cha có cảm nhận về sự dịch chuyển và phát triển của giới trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế Việt Nam như thế nào ạ? Cảm ơn con. Tháng 7 vừa rồi, cha có đi tham dự kỳ họp ban điều hành giới trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế vùng Á Úc, tức là những người đang làm việc mục vụ cho giới trẻ vùng châu Á và châu Úc này, đại diện của 11 quốc gia đến để tham dự, để cùng sống với nhau trong gần một tuần. Thì các cha đã chia sẻ về cái sứ mạng
mà các cha đang làm việc ở các vùng truyền giáo. Và sau khi đón nhận những cái chia sẻ, cái tâm tình của các cha, của những người làm mục vụ trở về với gia đình giới trẻ, thì cha cũng chia sẻ cái tinh thần giới trẻ thừa sai cho các bạn thấy được. Khi tham gia vào trong gia đình giới trẻ thừa sai, các bạn không chỉ tham gia trong gói gọn một nhóm của mình hay một vùng miền của mình, mà các bạn được nối kết với nhau, có một gia đình rộng lớn hơn, đó là gia đình dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới, đặc biệt là tại Việt Nam này. Trước đây các bạn sinh hoạt ở miền Bắc thì là giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế miền Bắc. Bây giờ các bạn sẽ nối kết với nhau thành một gia đình giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Việt Nam. Và các bạn hiểu được cái tinh thần, cái sứ mạng của mình, đó là ra đi để làm chứng cho Chúa, để loan báo tin mừng của Chúa cho anh chị em. Và cha thấy các bạn đang cảm nhận được cái tinh thần thừa sai đó, và các bạn đang sống cái ngọn lửa nhiệt huyết của mình, của tuổi trẻ, để dâng hiến cuộc đời mình cho Hội Thánh, đặc biệt cho sứ mạng loan báo tin mừng của Chúa Cứu Thế mà gia đình dòng Chúa Cứu Thế đang thực hiện. Và các bạn đang tiếp tục cái sứ mạng đó, các bạn đang là những cánh tay nối dài của các cha, của các vị thừa sai dòng Chúa Cứu Thế để loan báo tin mừng của Chúa cho người nghèo. Dạ vâng, con cảm ơn cha. Và câu hỏi cuối cùng con muốn hỏi cha đó là: xin cha chia sẻ cho chúng con đôi điều cảm nghĩ của cha về kỳ hội ngộ giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế ba miền lần này ạ. Cảm ơn con. Đây là lần đầu tiên giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế tổ chức kỳ hội ngộ ba miền. Lần đầu tiên thì con thấy là cũng có những cái khó khăn, và các cha và các bạn trong ban điều hành phải cố gắng rất nhiều, nỗ lực rất nhiều, bàn hỏi rất nhiều để tổ chức được cái kỳ đại hội này. Hơn 400 bạn trẻ, hơn 400 con tim nhịp đập của người trẻ đã cùng ngồi lại với nhau để học hỏi cái sứ mạng dòng Chúa Cứu Thế, cái công việc loan báo tin mừng mà Đức Giêsu trao cho dòng Chúa Cứu Thế. Và các bạn khi tham gia sinh hoạt vào trong gia đình Chúa Cứu Thế thì các bạn cảm nhận được cái sứ mạng đó, Chúa đang mời gọi chính các bạn. Các bạn phải thay đổi cái đời sống của mình, phải ra khỏi chính mình, ra khỏi cái môi trường của mình để các bạn làm chứng cho Chúa bằng sức sống của mình. Và đặc biệt các bạn học cái tông huấn Đức Kitô đang sống của Đức Giáo Hoàng Phanxicô bằng những cái ngôn ngữ Đức Giáo Hoàng nói với các bạn trẻ rất là gần gũi, rất là thiết thực với cái đời sống đức tin của các bạn. Và Đức Giáo Hoàng cũng mời gọi các bạn hãy để cho Đức Kitô đụng chạm vào tâm hồn các bạn, Đức Kitô biến đổi các bạn để các bạn sống và làm chứng cho Chúa. Và cha thấy các bạn rất là vui vẻ, rất là năng động trong suốt hai ngày qua. Cha hy vọng rằng sau khi tham dự kỳ đại hội giới trẻ thừa sai Chúa Thế ba miền lần này, trở về với cuộc sống, với môi trường của mình, với cái nơi sinh hoạt của mình, các bạn sẽ dấn thân một cách tốt hơn, nhiệt tình hơn, và các bạn sẽ trở nên những tông đồ của Chúa để cao rao về cái tình thương của Chúa cho anh chị em của chúng ta. Quý vị thân mến, vậy là kỳ hội ngộ giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế ba miền đã kết thúc tốt đẹp và đã đem lại nhiều thành quả tốt đẹp cho các bạn giới trẻ thừa sai. Chúng ta đã có những giờ phút bên nhau rất thân tình, ấm cúng và vui vẻ. Hy vọng kỳ hội ngộ lần này sẽ giúp giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế ba miền thêm gắn kết nhau, cùng một niềm tin, cùng một sức sống, cùng một sứ mạng, để tất cả chúng ta cùng nên một trong Đức Kitô. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.